Chào bạn, trong giải tài Thần Bôi năm 2019 tại bàn 7 vòng 32 chọn 16 là ván đấu giữa hai danh thủ là Lữ Khâm đại chiến Diêu Hồng Tân. Trong hai ván đấu phân tiên thì hai danh thủ đã hòa nhau cả hai nên dẫn nhau vào ván 3 là ván cờ nhanh bốc thăm tiên hậu. Kết quả là Diêu Tiếc cầm đỏ đi tiên với thời gian là 6 phút tích lũy 3 giây, bắt buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Còn bên kia chính tiến là Lữ cầm đen thu hậu có 4 phút tích lũy 3 giây và chỉ cần cầm hòa là ông Dũng đi tiếp. Vì thế trong cuộc đại chiến này thì Lữ đã tung ra những tuyệt kỹ công sát bằng cách phế hai quân xe đen để đổ lấy hai quân xe đỏ, đưa vào thế trận song pháo mã đối song pháo mã. Và nếu bên tiên không cẩn thận để bên đen đổi quân nữa thì kết quả hòa là rất cao. Nhưng Lữ đây đâu phải dạng vừa, ông quyết giành thắng lợi thay vì cầm hòa, và sau khi đổi ngang hai quân xe thì Lữ tung ra những đòn tấn công liên tục về phía quân Diêu, làm quân đỏ chóng ván. Cuối cùng bên đỏ đành muốn cờ đầu hàng. Diễn biến của ván đấu diễn ra sau, mở màn theo dõi. Đến đây, với việc Lữ Khâm có con chốt độc cung, mã tàu và pháo chiếu đáy, thì Diêu Hồng Tân đành buông cờ đầu hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về Cờ Tướng Đại Chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cotuongdaichien.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.